Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review cho các bạn xem chiếc đĩa CD và DVD gốc album Vol 1 của anh ca sĩ Chubin. Album đưa anh tới gần với khán giả hơn, tên là Hãy Xem Gì Giấc Mơ. Đây các bạn hãy xem nha. Chiếc đĩa này thì mình mua sang tay qua của một hai người các bạn, mới về tới tay mình. Nói chung thì album này cũng thuộc dạng hơi hiếm thôi các bạn, cũng có khá là nhiều người sở hữu như album này. Đây bên trong các bạn, những cái rất là đẹp, thật sự mình rất là thích album này luôn. Tuy là album này thì mình chỉ thích có một bản, một là Hãy Xem Là Giấc Mơ thôi, mà cảm thấy như tuổi thơ mình nó quay về các bạn. Đây chiếc đĩa DVD còn rất là mới luôn, các bạn hãy xem nha. Mình sẽ để xuống và lấy ra chiếc đĩa CD cho các bạn xem nha. Đây, CD lồng trắng nha các bạn, đĩa cũng còn khá là mới. Đây, hãy xem nha. Bây giờ mình sẽ để chiếc đĩa xuống và review cũng bút lệ cho các bạn xem. Ảnh này cũng khá là dày các bạn, kèm theo rất là đẹp. Thời điểm này mình rất là mê bài Hãy Xem Là Giấc Mơ luôn các bạn. Hầu như là mình đi uống cà phê, tất cả các quán nào cũng bắt bài này. Đây, các bạn hãy xem nha, hình ảnh khá là đẹp. Anh Chubin thì mình bây giờ cũng còn nghe nhạc của anh khá là nhiều các bạn, như là bài Phố Hoa Lệ vừa ra mắt gần đây, xe nghe rất là thích luôn, rất là hay, giọng rất là cao luôn. Rồi đã hết cuốn bút lệ rồi các bạn. Rồi mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD và DVD gốc album Vol 1 của anh ca sĩ Chubin. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.